Xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc đã truy cập vào kênh của ông Thanh Nữ Hạnh. Rất vui mừng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong clip ngày 21 tháng 9 năm 2019. Vâng, như theo clip của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh trong buổi tối ngày hôm qua, ngày 20 tháng 9 năm 2019, những sản phẩm về với cửa hàng không phải là những sản phẩm audio của ngày hôm qua, mà là những sản phẩm hàng sưu tập, là những chiếc quạt cổ đến từ đất nước Nhật Bản và những sản phẩm hàng châu Âu đã cập bến với cửa hàng. Và ngay clip đăng tải lên thì cửa hàng được nhận rất nhiều những cuộc điện thoại của quý khách hàng. Có những vị khách hàng thì điện để tham khảo những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp, và có những vị khách hàng đã chốt những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Ngày hôm nay, ngày 21 tháng 9 năm 2019, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thông báo những sản phẩm đã có những vị khách hàng chốt và cửa hàng cũng đã nhận được tiền chuyển khoản của quý khách hàng có chung một niềm đam mê sưu tập những chiếc quạt cổ đến từ đất nước Nhật Bản và những chiếc quạt đến từ nước Anh, nước Ý và nước Mỹ. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ giới thiệu chi tiết những sản phẩm đã có chủ trong ngày 21 tháng 9. Vâng, như hai clip trước thì cửa hàng cũng đã đăng tải lên kênh YouTube của mình rồi. Được chào đón chú Thật, chú đến từ Bắc Linh đã lựa chọn hai chiếc quạt, một chiếc mới về trong buổi sáng ngày hôm nay là một chiếc quạt La Vương Miện, chiếc quạt lửng La Vương Miện sải cánh 30. Và chú cũng đã lựa chọn được một chiếc. Tiếp tục trong buổi tối ngày hôm nay thì cửa hàng lại thông báo hàng về những chiếc quạt. Và chú có lựa chọn một chiếc quạt mang mã số 17 cộng, cánh đồng, nồng hoa ná, cửa hàng thông báo hàng về rồi. Vâng, và chiếc màn ống kính quý vị và các bạn đang nhìn thấy đây là ba siêu phẩm chân dài, cửa hàng đã thông báo hàng về rồi. Và những vị khách hàng rất là nhanh tay. Trong đêm qua thì những vị khách hàng này đã chốt ngay sản phẩm từ trong đêm rồi. Và sáng nay thì cũng rất là nuối tiếc với những quý khách hàng mà có chung một sở thích, không chốt được những chiếc quạt mà quý khách hàng ưng ý. Thì xin hãy đợi những vị khách hàng, những clip sau hàng về thì cửa hàng sẽ thông báo những vị khách hàng hãy nhanh tay để sở hữu những chiếc quạt mà quý khách hàng yêu thích. Vâng, một chiếc quạt mang mã số là 4 cộng của Mitsu. Vâng, chiếc quạt Mitsu, chiếc quạt cây mang mã số 4 cộng. Và chiếc quạt này thì được vị khách hàng đến từ Quảng Ninh. Vâng, Ngô Thị Mơ, chợ Ruộc, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh. Vâng, chiếc quạt này thì anh xã của chị cũng đã chuyển khoản đầy đủ cho cửa hàng rồi. Và sau clip này, cửa hàng sẽ đóng hàng và vận chuyển theo đường Viettel cho quý khách hàng. Và tiếp theo đến một chiếc quạt Toshiba có sải cánh 35. Vâng, chiếc quạt cây mang sải cánh 35, số gạt cao 1m4 của vị khách hàng cũng đến từ Linh Bình. Vâng, có địa chỉ là trước anh cũng đã lựa chọn những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp rồi. Và ngày hôm nay anh lựa chọn thêm cho mình một chiếc quạt mang mã số là 2 cộng, chiếc quạt cây Toshiba, số gạt. Vâng, đây là những sản phẩm cũng rất là lâu đời và được cửa hàng âm thanh Đức Hạnh lựa chọn rất là kỹ về với cửa hàng ngày hôm nay thì với hình thức còn rất mới. Và những vị khách hàng đã quan tâm và ủng hộ cửa hàng âm thanh Đức Hạnh những sản phẩm mà quý khách hàng yêu thích. Vâng, địa chỉ của anh là Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Linh Bình, một chiếc quạt số 2 cộng. Vâng, anh cũng đã chuyển khoản hết chiếc quạt này rồi và cửa hàng cũng chỉ cần trong buổi trưa mai thì cửa hàng sẽ gửi xe khách, anh sẽ nhận hàng trong buổi chiều. Và tiếp theo, đây là một chiếc quạt Lationa. Vâng, chiếc quạt này cũng mang số gạt và có đế màu, đế hình tròn. Vâng, chiếc quạt này thì có dây rút phía dưới rất là tiện. Một chiếc quạt mang mã số 3 cộng của hãng Lationa. Vâng, chiếc này thì hôm qua cửa hàng cũng đã thông báo hàng về rất là chi tiết rồi. Chiếc quạt có sải cánh là 40.
Xin lỗi, chiếc quà này có sải cánh là 35 ạ. Lationa với hình thức còn rất mới. Vâng, chiếc này thì là chiếc quạt rất là đặc biệt về với cửa hàng trong buổi tối ngày hôm qua. Chiếc quạt mang số 3 cộng của vị khách hàng đến từ Hà Nông. Anh đã lựa chọn cho mình một chiếc quạt thì rất là chất lượng rồi. Và trước anh cũng đã sắm một cặp loa 4344 bên cửa hàng. Và ngày hôm nay anh lựa chọn thêm cho mình một chiếc quạt mang mã số 3 cộng. Vâng, chiếc quạt này thì có hướng đảo gió 4 chiều. Vâng, bình thường thì những chiếc quạt khác thì chỉ đảo gió là chiều phải và chiều trái. Vâng, chiếc này thì đảo chiều trên, dưới và trái phải. Vâng, vị khách hàng rất là nhanh tay đã sở hữu được một chiếc quạt khá là mới và đẹp. Vâng, cảm ơn những vị khách hàng trên mọi miền Tổ quốc rất nhiều. Và tiếp theo đến một chiếc quạt vị khách hàng đã lựa chọn. Anh có địa chỉ tại Hà Nội, một chiếc quạt mang mã số 5 cộng. Hàng này thì cũng là một chiếc quạt đảo chiều, đa hướng, 4 hướng nhé. Vâng, chiếc quạt đến từ đất nước Úc. Và chiếc quạt này thì rất là đẹp luôn này. Hôm qua cửa hàng cũng chi tiết quay chiếc này rồi. Vâng, bầu bom, sắt, đế gang, rất là nặng luôn. Có màu vàng cát rất là sang. Vị khách đến từ Hà Nội rất là nhanh tay nhé. Anh đã lựa chọn được một chiếc quạt mang mã số 5 cộng. Vâng, những sản phẩm về trong ngày hôm qua thì là hàng rất là chất lượng luôn. Vâng, anh có địa chỉ là số 49 ngõ 358 đường Bùi Sương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội. Vâng, chiếc này thì chắc trong buổi sáng hay mai cửa hàng sẽ đóng hàng và gửi xe khách, anh sẽ nhận hàng 7 giờ. Vâng, cửa hàng cảm ơn anh rất nhiều. Anh là những vị khách hàng cũng đã từng mua những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp và luôn theo dõi kênh của ông Thanh Đức Hạnh hàng ngày. Chiếc quạt mang mã số 5 cộng. Và tiếp theo đến một vị khách hàng. Vâng, vị khách hàng này thì cũng đã sắm rất nhiều những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp rồi. Và ngày hôm nay anh lựa chọn cho mình một chiếc quạt mang mã số 14 cộng. Anh có địa chỉ tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Một chiếc quạt mang sải cánh 20. Màu cánh mạ non nhé. Cánh màu mạ non này. Vâng, thân bầu đằng sau thì cửa hàng cũng đăng clip trong buổi tối ngày hôm qua rồi. Tất cả là bầu bom sắt. Hình chân gà. Vâng, chiếc quạt rất là xinh luôn. Thì quý khách hàng có thể tặng những bà xã để trong những bàn phấn trang điểm này, hoặc là quý khách hàng có thể trưng bày lên trên những cặp loa hoặc là những kệ tủ của quý khách hàng, rất là đẹp luôn. Vâng, cửa hàng cảm ơn anh Khánh rất nhiều. Và hôm trước thì anh cũng đã lựa chọn một chiếc quạt còn nguyên thùng hộp và một chiếc đầu 3x5ESG. Vâng, cửa hàng đã gửi xe cho anh rồi. Và ngày hôm nay anh đặt tiếp cho mình một chiếc quạt mang mã số 14 cộng. Vâng, và bên cửa hàng thì vẫn còn những chiếc quạt là 10 cộng này. Và những chiếc quạt có hình quả địa cầu này. Vâng, và chiếc quạt mang mã số là 7 cộng này. Vâng, chiếc này thì chiếc quạt đến từ Đức. Vâng, chiếc quạt này trong hình thức còn rất là đẹp này. Vâng, thương hiệu là mang vương miện của ba cánh hàng mẹt của Đức. Như quý khách hàng có thể đi những chiếc xe mẹt thì quý khách hàng sẽ nhìn thấy những logo rất là đẹp luôn. Vâng, và còn những chiếc quạt thì cửa hàng cũng đã thông báo hàng về rồi. Và ngày hôm nay thì tiếp tục trong buổi tối ngày hôm nay, cửa hàng sẽ ra mắt cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng đặc sắc về với cửa hàng. Vâng, mọi thông tin chi tiết mua sắm về tất cả các sản phẩm audio, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin tạm dừng video tại đây để đóng hàng cho những vị khách hàng có đơn đặt hàng như chiếc màn ống kính quý vị và các bạn đang nhìn thấy đây. Vâng, xin thân ái chào tạm biệt.